vượt thử thách, vững vàng trong đại dịch. Đại dịch Covid-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam, gây khó khăn cho ngành bưu chính trong một thời gian dài và ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược và kế hoạch kinh doanh của bưu chính các quốc gia. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 bùng phát mạnh lần thứ tư cùng các đợt giãn cách kéo dài tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các địa phương phía Nam. Trong khi đó, giá xăng dầu và nguyên vật liệu tăng cao kèm với các chính sách tài khoá, tiền tệ được tung ra để phòng chống dịch, hỗ trợ phát triển kinh tế có thể kéo theo áp lực lạm phát tăng lên trên 4% so với mục tiêu ban đầu của chính phủ. Theo thống kê, năm 2021 đã có gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. World Bank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2021 chỉ đạt 2,0-2,5%, thấp hơn nhiều mục tiêu từ đầu năm là 6,5%. Trong khi đó, cho lĩnh vực bưu chính chuyển phát, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận 65 doanh nghiệp bưu chính mới gia nhập thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ lên 650 doanh nghiệp, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ cùng ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế ảm đạm đó, Tổng công ty Chuyển phát Nhanh Bưu điện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của cán bộ công nhân viên, người lao động, vừa góp phần duy trì dòng chảy hàng hóa và cung ứng các dịch vụ bưu chính thiết yếu. Một số kết quả cụ thể Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021 như sau. Duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản. Tổng công ty EMS là một trong số ít các doanh nghiệp bưu chính vẫn duy trì tăng trưởng ổn định với tổng sản lượng dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới, ước đạt gần 160 triệu bưu gửi, tăng 20% so với năm 2020. Tổng doanh thu dịch vụ EMS phát sinh trên toàn mạng lưới ước đạt 4.332 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty EMS ước đạt 2.445 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 78,5 tỷ đồng, tăng 10%. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên dự kiến tăng 10% so với năm 2020. Duy trì mức trả cổ tức hàng năm ổn định 10% một năm. Đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên người lao động trong mùa dịch là ưu tiên hàng đầu. Làn sóng Covid-19 đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt doanh nghiệp tổ chức bị giải thể, hàng triệu người lao động bị mất việc làm, thu nhập giảm, đời sống kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, tại Tổng công ty Chuyển phát Nhanh Bưu điện, hơn 2.300 cán bộ công nhân viên người lao động, công việc vẫn luôn được đảm bảo, thu nhập ổn định, các chế độ chính sách được duy trì. Để đảm bảo các quyền lợi cũng như chăm lo sức khỏe của người lao động, Tổng công ty đã chi gần 3 tỷ đồng để bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên thực hiện lưu thoát hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội, hỗ trợ bữa ăn phụ ca ngày cho người lao động tại sàn khai thác trong nước, bồi dưỡng cá nhân thực hiện phương án sản xuất kinh doanh 3 tại chỗ. Tổng công ty đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các lực lượng chức năng để tổ chức tiêm vaccine cho 100% cán bộ công nhân viên. Các khu vực sản xuất như sàn khai thác, các bưu cục giao dịch hay các phương tiện vận chuyển hàng hóa được khử khuẩn thường xuyên và trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chống giọt bắn, vách ngăn nhựa tại cuối giao dịch để phòng dịch. Đo nhiệt độ cho người lao động trước mỗi ca làm việc, xét nghiệm theo định kỳ 5K, thực hiện quy định giao nhận không tiếp xúc, khai báo y tế hàng ngày được tuân thủ nghiêm ngặt. Các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất đều được tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để tránh tiếp xúc, đảm bảo giãn cách và an toàn cho cán bộ công nhân viên. Điều hành hoạt động sản xuất an toàn, liên tục và thông suốt. Về công tác điều hành nghiệp vụ, trong thời gian dịch bệnh bùng phát, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty EMS đã tập trung điều hành lưu thoát hàng hóa trong thời gian cao điểm một cách linh hoạt, nhịp nhàng, tăng cường phương thức vận chuyển đường bộ thay thế đường hàng không trong thời điểm các chuyến bay bị cắt giảm, tổ chức 28 tuyến xe nguyên chuyến đi liên tỉnh, hỗ trợ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển kho vận miền Nam, tổ chức các tuyến thu gom, chuyển tải để lưu thoát hàng hóa, hỗ trợ các bưu điện tỉnh, thành phố khai thác và đóng chuyển hoặc điều chỉnh các hướng đóng chuyển để lưu thoát hàng hóa, bổ sung nhân lực và các tuyến xe nguyên chuyến EMS chạy từ hub Hà Nội và hub Thành phố Hồ Chí Minh thẳng đến các tỉnh có sản lượng lớn để tăng cường hỗ trợ và rút ngắn thời gian khai thác, vận chuyển, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng, giữ nhịp sản xuất không bị đứt gãy và nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ. Do hạn chế và khó khăn trong việc cấp phát giấy đi đường, Tổng công ty đã thực hiện bố trí sản xuất 3 tại chỗ ngay tại các trung tâm khai thác vùng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì ổn định lực lượng lao động phục vụ sản xuất,
không bị đứt gãy chuỗi vận chuyển, lưu thông, cung ứng hàng hóa vào các thời điểm bị cách ly phong tỏa. Để kiểm soát chất lượng dịch vụ, tổng công ty vẫn duy trì thực hiện đo kiểm chất lượng các công đoạn và tình hình đóng chuyển dịch vụ EMS của các bưu điện tỉnh, thành phố trên mạng lưới trong mùa dịch. Căn cứ kết quả đo kiểm KPI các tháng trong năm 2021, chất lượng dịch vụ của tổng công ty EMS luôn đứng đầu mạng lưới với tỷ lệ phát không thực hiện thu hộ COD đạt bình quân 98%, tỷ lệ phát COD đạt bình quân 90-92%. Bộ phận nghiệp vụ trực 24/24 giờ bám sát tình hình tổ chức sản xuất của mạng lưới, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam họp trực tuyến hàng ngày để thực hiện công tác điều hành nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh rất phức tạp, để tăng cường năng lực sản xuất, trong năm 2021, tổng công ty đã thực hiện chuyển và mở rộng 3 sản khai thác nội tỉnh Hồ Chí Minh, khai thác quốc tế Hà Nội và khai thác nội tỉnh Hà Nội tới các địa điểm mới với tổng quy mô sản khai thác lên tới gần 20.000 m2. Bên cạnh công tác điều hành, tổng công ty cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ công đoạn phát cho một số bưu điện tỉnh, thành phố khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, triển khai nhiều chương trình thi đua chất lượng phát và chất lượng khai thác trên toàn mạng lưới và các đơn vị trực thuộc để thúc đẩy và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với công nghệ thông tin, trong năm 2021, một số giải pháp công nghệ thông tin đã được triển khai như nâng cấp các phần mềm hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng, xây dựng phần mềm báo cáo nhanh cho hoạt động quản lý, triển khai thử nghiệm hệ thống MPIS tại EMS, triển khai thử nghiệm mở rộng và hoàn thiện các chức năng trên chương trình KT-EMS và mở rộng triển khai phần mềm quản lý vận chuyển TMS, xây dựng cơ sở dữ liệu EDI độc lập Data Center để giảm thiểu rủi ro, lắp đặt hệ thống cân túi tự động cho Bưu cục Khai thác liên tỉnh Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống cân đêm tại trung tâm khai thác quốc tế. Các giải pháp công nghệ thông tin đã góp phần đảm bảo việc quản lý chất lượng thông suất, hiệu quả cũng như tăng năng suất chất lượng dịch vụ trong các công đoạn cung cấp dịch vụ để phục vụ sản xuất năng suất, chính xác, hiệu quả. Về công tác chăm sóc khách hàng, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã gây nên những khó khăn nhất định trong việc vận chuyển, phát hành đến địa chỉ người nhận. Đặc biệt tại các khu vực điểm nóng dịch bệnh tạo áp lực lớn cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Số lượng các cuộc gọi trực tiếp tới trung tâm chăm sóc khách hàng trong các tháng cao điểm trung bình lên tới gần 70.000 cuộc gọi một tháng, tăng 85% số lượng cuộc gọi theo định mức là 35.000 cuộc gọi trên một tháng. Số lượng tin nhắn của khách hàng qua website, các kênh mạng xã hội như fanpage, Zalo, Face tăng từ 3 đến 4 lần. Trong điều kiện số lượng nhân viên tổng đài có hạn, trung tâm chăm sóc khách hàng luôn chủ động nỗ lực sắp xếp, bố trí nhân lực, phân chia ca kíp, hỗ trợ nhau để đảm bảo kết nối, tương tác, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ thông tin, tư vấn, giải đáp hoặc xử lý các khiếu nại, bồi thường một cách nhanh chóng nhất cho khách hàng. Có thể nói, bộ phận chăm sóc khách hàng đã đóng góp một phần quan trọng vào công tác hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ toàn mạng lưới trong thời gian qua. Họ chính là những chiến binh thầm lặng của EMS. Tổ chức linh hoạt các hoạt động kinh doanh, kịp thời nắm bắt sự biến động của thị trường và nhu cầu của khách hàng, tổng công ty đã thực hiện rà soát, quy hoạch lại các giải sản phẩm dịch vụ, trong đó tách riêng dòng sản phẩm dành cho khách hàng thương mại điện tử, triển khai các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng như dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ thu thập hình ảnh và xác thực thông tin, dịch vụ phát hành một phần, phát hành siêu thị. Thường xuyên rà soát điều chỉnh giá cước và các loại phụ phí để đảm bảo hiệu quả cũng như hỗ trợ khách hàng trong thời điểm dịch bệnh. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng thực hiện tính toán để có những cơ chế hỗ trợ miễn giảm cước, giá vốn cho các bưu điện tỉnh, thành phố trọng điểm, các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, các khách hàng lớn của các bưu điện tỉnh, thành phố, cũng như thực hiện điều chỉnh giảm giá vốn ngay từ đầu năm đối với dịch vụ thương mại điện tử liên vùng Nhanh Tiết Kiệm. Xây dựng gói cước thương mại điện tử đồng giá với cơ chế giá vốn riêng biệt ưu đãi trên cơ sở các giảm tối đa chi phí vận hành để hỗ trợ các bưu điện tỉnh, thành phố lấy khách hàng từ đối thủ cạnh tranh, thực hiện miễn cước chuyển hoàn cho khách hàng sau mùa dịch với tổng chi phí lên tới gần 10 tỷ đồng. Triển khai tổng cộng gần 80 chương trình thi đua thúc đẩy kinh doanh dịch vụ trên toàn mạng lưới, trong đó bao gồm cả các chương trình cho tập thể và cho cá nhân tập trung vào các chương trình cho 20 địa bàn trọng điểm, bưu điện Hà Nội và bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2021, được sự cho phép của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tổng công ty đã mở 4 bưu cục khách hàng lớn tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Nhằm phát huy vai trò của đơn vị chủ quản dịch vụ trong việc hỗ trợ kinh doanh mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, các bưu điện tỉnh, thành phố bám sát thị trường, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ để phát triển khách hàng. Lực lượng kinh doanh mạng lưới cắm chốt tại địa bàn 13 bưu điện tỉnh, thành phố trọng điểm đã phối hợp cùng các bưu điện tỉnh, thành phố tiếp cận và chuyển giao được một số khách hàng lớn cho bưu điện tỉnh phục vụ. Năm 2021 cũng đánh dấu một bước tiến mới cho công tác kinh doanh trực tiếp tại tổng công ty trong điều kiện dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do các quy định giãn cách, phong tỏa trong thời gian dài tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các chi nhánh đều hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng đạt trên 40%. Riêng chi nhánh Hà Nội hoàn thành vượt mức kế hoạch 24%. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các chi nhánh. Về công tác hợp tác quốc tế, EMS Việt Nam tiếp tục được đánh giá là thành viên tích cực và điển hình của Hiệp hội EMS quốc tế. Tại kỳ đại hội UPU lần thứ 27, tổng công ty đã tham gia đóng góp ý kiến một số nội dung quan trọng. Sau nhiều nỗ lực, Việt Nam đã vinh dự trúng cử trở thành thành viên chính thức của Hội đồng khai thác bưu chính của UPU POC nhiệm kỳ 2022-2025, mở ra cơ hội tốt để bưu chính Việt Nam tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiệp vụ bưu chính quốc tế, nâng cao vị thế của bưu chính Việt Nam. Việc hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc là một cách thức mới để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Trong bối cảnh dịch vụ EMS quốc tế toàn cầu giai đoạn 2020-2021 giảm 16% so với năm 2019, thì doanh thu và sản lượng dịch vụ quốc tế của EMS Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Công tác kinh doanh dịch vụ Logistics tiếp tục khẳng định bước phát triển vững chắc bằng việc tăng trưởng 168%, hoàn thành vượt 57% kế hoạch đề ra, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng. Đặc biệt, năm 2021, EMS Logistics bước đầu triển khai cung cấp dịch vụ đi Logistics quốc tế cho một số doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, khẳng định nỗ lực không ngừng vượt khó, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho lĩnh vực Logistics cạnh tranh vô cùng khốc liệt này. Công tác nghiên cứu phát triển được chú trọng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, khách hàng và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Năm 2021, tổng công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ, trở thành công ty đại chúng quy mô lớn, đồng thời hoàn thành việc xây dựng và trình Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định rõ mục tiêu kinh doanh, các trụ cột dịch vụ và các giải pháp để triển khai. Trong chiến lược phát triển tổng thể này, công tác nghiên cứu và phát triển được xem là nền tảng, là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn để đưa ra các giải pháp đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy động lực tăng trưởng, đảm bảo phát triển toàn diện và bền vững, giúp tổng công ty tiếp cận công nghệ mới, nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập sâu vào thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng kinh tế và xã hội mới. Theo đó, tổng công ty đã thành lập ban nghiên cứu ứng dụng và phát triển dịch vụ với chức năng nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ mới, triển khai các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin, tạo sự bứt phá trong kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của dịch vụ. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ. Năm 2021, tổng công ty đã hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ với hơn 10 quy chế được điều chỉnh, bổ sung và chuẩn hóa để phù hợp với chiến lược, cơ cấu, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động và yêu cầu phát triển của tổng công ty trong các giai đoạn tiếp theo. Trong đó có một số quy chế là công cụ nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản trị an toàn, hiệu quả, minh bạch như quy chế bổ nhiệm và đánh giá cán bộ, quy chế tiền lương, quy chế tài chính đã được áp dụng. Bên cạnh việc đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tổng công ty đã kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, cân đối nguồn hỗ trợ mạng lưới và thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và tiền lương cho người lao động. Công tác kiểm tra giám sát thường xuyên được triển khai, vì vậy đã thực hiện được mục tiêu quản lý tốt doanh thu và đảm bảo an toàn tuyệt đối dòng tiền phát sinh trong sản xuất kinh doanh của toàn tổng công ty. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với nhu cầu tăng trưởng và phát triển liên tục, thị trường ngày càng cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, quy mô và năng lực sản xuất của tổng công ty không ngừng mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, khách hàng. Tổng công ty xác định nhân tố con người luôn luôn là yếu tố căn bản và có tính chất quyết định. Là một ngành dịch vụ đặc thù, đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao, việc kiểm tra kiểm soát và thực hiện các quy định quy trình nghiệp vụ chuẩn xác luôn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Vì vậy, công tác đào tạo luôn được thực hiện thường xuyên để không ngừng nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ chủ chốt tại các đơn vị, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2021, tổng công ty đã tổ chức 49 khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm với 1.701 lượt học viên tham dự dưới hình thức kết hợp cả đào tạo tập trung và đào tạo trực tuyến để đảm bảo mọi quy định về phòng chống dịch. Chung sức, đoàn kết, đồng lòng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và vượt qua đại dịch. Trong thời điểm tất cả các lực lượng sản xuất tại tổng công ty phải căng mình để đảm bảo lưu thoát hàng hóa, thấu hiểu điều đó, ban lãnh đạo tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tổng công ty EMS và các chi nhánh luôn có mặt trực tiếp ngay ở tại các khu vực tâm dịch
các điểm nóng để chỉ đạo, điều hành sản xuất, động viên tinh thần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và tháo gỡ tất cả những khó khăn vướng mắc của từng người công nhân tại các tổ đội, sàn khai thác và bộ phận trực tiếp sản xuất. Bên cạnh đó, Công đoàn Đoàn Thanh niên cũng đã chung tay cùng chuyên môn cắt cử nhân lực các phòng, ban, khối chức năng hỗ trợ sản xuất theo ca để giúp giảm tải áp lực công việc từ khai thác hàng hóa. Đây chính là nguồn động lực to lớn, khích lệ tinh thần cán bộ công nhân viên nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn hết, nó thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết để cùng nhau chia sẻ, vượt qua khó khăn trong toàn tổng công ty. Hơn bao giờ hết, trong khó khăn, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, tinh thần, bản lĩnh và cái tình của người bưu điện luôn mạnh mẽ và nồng ấm như vậy. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực trong mùa dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch Covid-19, ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty đã chung tay đóng góp gần 100 tấn gạo vào chương trình Hạt vàng Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức để trao tặng tại 8 tỉnh thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình Sóng và máy tính cho em do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã phát động quyên góp và ủng hộ gần 500 triệu đồng cho công tác hỗ trợ cán bộ công nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Với tất cả sự đồng cảm, sẻ chia và ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, bằng những hành động thiết thực, Tổng Công ty mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, tích cực tới mọi cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng Công ty và trong toàn xã hội, giúp xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty EMS gắn liền với các giá trị văn hóa cốt lõi của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường với sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, phức tạp như hiện nay, Tổng Công ty đã thực hiện hai bước nền tảng nhất trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chính là định hình và chuẩn hóa văn hóa EMS thông qua việc thực hiện bảng khảo sát để xác định văn hóa hiện trạng, văn hóa mà tất cả người EMS mong muốn. Từ đó xây dựng và chuẩn hóa văn hóa doanh nghiệp phù hợp nhất với Tổng Công ty EMS nhưng vẫn gắn kết với các giá trị văn hóa cốt lõi của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Chuyển mình mạnh mẽ với sứ mệnh kết nối hướng đến tầm nhìn trở thành một thương hiệu được tin yêu nhất trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát. Mỗi người EMS mang trong mình niềm tự hào, sự gắn kết bền chặt, sự thấu cảm nhân văn vì khách hàng, sự nỗ lực không ngừng để vượt qua mọi trở ngại, cùng với tư duy đổi mới sáng tạo. Đó chính là nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp EMS ngày hôm nay. Những giá trị cốt lõi của văn hóa EMS chính là tâm, sáng, trí, đồng, tâm huyết vì khách hàng, sáng tạo để phát triển, trí bền vượt thử thách và đồng lòng cùng tiến xa. Theo đó, bộ chuẩn hành vi và bộ quy tắc ứng xử theo giá trị cốt lõi đã được xây dựng. Với những nhiệm vụ và trọng trách rất cao mà Tổng Công ty Bưu điện đề ra cho Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trong năm 2022 như trên. Toàn thể đảng bộ, hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động, Tổng Công ty quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Các danh hiệu và giải thưởng đã đạt được trong năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như giải bạc chất lượng và giải chăm sóc khách hàng do Hiệp hội EMS quốc tế và Liên minh Bưu chính Thế giới UPU trao tặng danh hiệu top 10 sản phẩm dịch vụ tin và dùng xuất sắc nhất năm 2020 cho lĩnh vực bưu chính chuyển phát, top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021 do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn và trao tặng đã tiếp tục khẳng định EMS là thương hiệu chuyển phát uy tín, chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Các giải thưởng trên là những phần thưởng tinh thần vô cùng ý nghĩa, ghi nhận những thành quả và sự cố gắng của toàn thể hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và hơn 2.000 cán bộ nhân viên trong toàn tổng công ty năm vừa qua, đồng thời nâng tầm giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu EMS Việt Nam ở cả phạm vi trong nước và quốc tế. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cảm ơn các bưu điện tỉnh, thành phố, các đối tác, khách hàng đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Tổng Công ty EMS. Đặc biệt là lời tri ân sâu sắc đến hơn 2.000 cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, nỗ lực cùng với Tổng Công ty hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong một năm đầy biến động. Tổng Công ty ghi nhận không chỉ sự cống hiến trí tuệ, sức lực, nhiệt huyết mà còn cả sự hy sinh thầm lặng của các anh chị trong đợt dịch vừa qua. Các anh chị đã vô cùng kiên cường và mạnh mẽ vươn lên trên nỗi đau, sự mất mát để bám trụ, để làm tròn sứ mệnh phục vụ cao quý của ngành bưu điện, nhiều nỗi vất vả nhưng cũng thật vẻ vang.